cho chạy thử phút ra. Chạy qua bây giờ cho chạy thử phút ra. Rồi lên hết đi. Rồi. Rồi, bẻ tim thôi chứ dưới kia sao được. Có đóng lãi đàng hoàng không? Đủ má đóng lãi. Có đóng không? Có. Kìa. Yeah. Đủ ngay sau đó tôi chịu không nổi nữa là tôi đi về tôi nói bà già đủ mà nghe. Đưa tôi đủ má 50 triệu để trả. Điện yếu phải không? Điện mạnh không? Rồi,